Từ đầu tháng 7, hệ thống camera đo tốc độ phạt nguội thí điểm tại hai nút giao trên đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội chính thức đưa vào vận hành. Tuy nhiên, theo Sở Thông Vận tải, việc lắp đặt phục vụ thu thập thông tin tham gia giao thông chưa xử phạt vi phạm. Điều này làm các phương tiện lưu thông qua nơi đây vẫn nhởn nhơ, bất chấp vi phạm giao thông. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Nhằm từng bước hình thành hệ thống giao thông thông minh trong tổng thể thành phố thông minh, Hà Nội triển khai lắp đặt thí điểm hệ thống camera giám sát, phạt nguội tại khu vực ngã tư Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi và ngã tư Phạm Văn Bạch, ngõ 9 quận Cầu Giấy. Ghi nhận tại đây, nhiều phương tiện di chuyển cho biết đã nắm được thông tin này. Mình có biết. Anh cảm thấy cái việc lắp camera phạt nguội này như thế nào? Nó làm tốt, mọi người tuân thủ luật thôi. Em có biết qua thông báo của đội. Cũng sợ chứ, về mình phải trình báo lại từ đầu ấy. Và khi lý do hợp lý thì không sao, mà lý do không hợp lý thì mình vẫn phải phạt thôi, bị phạt thôi. An toàn tránh vượt ẩu đèn đỏ đấy. Hệ thống camera giám sát đã hoạt động, thông tin cũng nắm rõ. Thế nhưng, tình trạng giao thông ở khu vực này vẫn vô cùng lộn xộn. Nhiều phương tiện xe máy vẫn vô tư vượt bất chấp đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Người đi bộ vô tư băng qua đường dù hàng chục xe đang lưu thông. Tất cả vẫn tiếp diễn như chưa hề có hệ thống camera. Nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra vô cùng lớn. Tức là sợ bị phạt nguội ấy, thì người ta cũng không dám phóng nhanh vượt ẩu. Nhưng mà chủ yếu là với ô tô thôi. Còn xe máy thì mình thấy là nó cũng chưa áp dụng được nhiều lắm. Xe thì vẫn phóng ầm ầm. Cũng theo anh Thắng, việc lắp đặt camera chưa có nhiều hiệu quả. Nhưng mà từ ngày lắp cái cam phạt nguội thì với cả lắp đèn đỏ thì chỗ này nó mình thấy nó tắc nhiều hơn. Tầm 4 giờ là mật độ giao thông qua đây khá nhiều rồi, tắc thường xuyên. Hiện hai nút giao trên đường Phạm Văn Bạch chỉ đang thực hiện thí điểm nhằm thu thập thông tin quá trình tham gia giao thông của xe đi lại, chưa xử phạt, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, cần sớm đưa việc xử phạt vào thực hiện để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm giao thông, nâng cao ý thức của người dân, từ đó giảm thiểu các tai nạn giao thông xảy ra. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên thị trường, nhiều loại nho được bày bán khắp các chợ truyền thống, chợ đầu mối và chợ online với giá siêu rẻ. Đặc biệt là nhiều loại nho nhập khẩu từ Trung Quốc có giá còn thấp hơn cả rau, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo đó, tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội, nhiều cửa hàng hoa quả treo biển bán nho bắp đen với giá chỉ 20.000 đồng một kg. Dừng lại hỏi khách hàng được người bán cho biết loại nho bắp đen đẹp, cuống tươi, còn nguyên phấn bám bên ngoài, giá là 30.000 đồng một kg. Trong khi đó, những chùm nho bắp đen héo cuống có một vài quả rụng thì giá bán chỉ 20.000 đồng một kg. Bên cạnh đó, những chùm nho sữa, quả to, giòn và ngọt cũng chỉ có giá là 50.000 đồng một kg. Thậm chí có đầu mối bán sỉ nho sữa chỉ từ 170.000 một dành 10 kg, tính ra là chưa đầy 20.000 đồng một kg. Một đầu mối buôn hoa quả tại chợ Long Biên cho biết, nho giá rẻ đang bán rầm rộ các chợ là nho nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo người này, do hiện đang là mùa nho của Trung Quốc nên hàng đẹp, tươi và giá cũng rẻ nhất trong năm. Mùa nho Trung Quốc kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Thời điểm này giá nho Trung Quốc khá rẻ, mẫu mã đẹp, ngọt, không có hạt nên rất hút khách. Thời gian qua, rất nhiều trẻ nhỏ, người già uống nhầm nước lau kính, dầu hỏa, dung dịch acetone, các chất tẩy rửa dẫn đến ngộ độc, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng đáng chú ý nhất có lẽ là vụ đầu độc người nhà bằng cyanua ở Đồng Nai, hay gần đây nhất là vụ ngộ độc rượu táo mèo có hàm lượng methanol cao gấp tới 40 lần. Điều này lộ rõ một lỗ hổng kiểm soát đối với các loại hóa chất độc hại. Các loại hóa chất nguy hiểm tới tính mạng con người thế nhưng lại đang dễ mua dễ bán, đặc biệt trên các trang mạng xã hội hay là các sàn thương mại điện tử. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Chỉ cần lên Google tìm kiếm mua hóa chất cyanua, đã cho ra kết quả là kia cyanua. Với lời giới thiệu, dùng trong xi mạ vàng, bạc và một số hợp kim. Thậm chí một trang web bán chất này dưới dạng thùng 50 kg. Cyanua là một loại hóa chất phục vụ công nghiệp, rất phổ biến trong khai thác mỏ, dùng để tách các kim loại quý như vàng và bạc từ quặng. Tuy nhiên, do độc tính quá mạnh của cyanua, tất cả các quốc gia đã liệt cyanua vào danh sách 125 loại hóa chất được kiểm soát chặt chẽ nhất để giữ gìn trật tự xã hội
và đảm bảo an toàn công cộng. Cụ thể ở nước ngoài thì các nước người ta đưa 250 chất đó, trong đó có cyanua, là vào trong một cái danh mục mà để kinh doanh được nó thì cái điều kiện kinh doanh rất là ngặt nghèo. Thế và cái chuyện mua bán người ta quản lý rất chặt chẽ, từ cái người bán phải rất rõ ràng và người mua phải trình bày được lý do mục đích tại sao mua cái sản phẩm đó, mua về để làm gì và mua về ra sao. Tất cả những các cái địa chỉ từ căn cước công dân, từ địa chỉ người mua, từ tất cả những thông tin thì người ta đều phải rất rõ ràng và lưu lại hết, để khi xảy ra cái sự việc gì họ sẽ điều tra đến nơi đến chốn, và nếu thấy từ thất thoát xe đua từ cái vị trí nào ra thì lúc đó người ta sẽ xử lý ở cái khâu đó. Việt Nam không xếp cyanua vào danh sách mục hóa chất cấm bán. Tuy nhiên, việc kinh doanh cyanua phải tuân theo luật hóa chất năm 2007 và nghị định 113, nghĩa là để kinh doanh cyanua phải có giấy phép đặc biệt. Quy định và chế tài đã có, nhưng việc quản lý trong thực tế ở nhiều nơi lại rất lỏng lẻo. Không chỉ cyanua, nhiều hóa chất độc hại khác đã bị cấm. Nhưng tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ tiếp nhận nhiều trường hợp như ngộ độc thuốc diệt chuột Trung Quốc đã bị cấm nhiều năm, ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Mà nhiều năm nay rồi, đã nhiều sự vụ rồi, mà chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều trường hợp rồi. Rồi những loại ngộ độc các cái hóa chất khác, ví dụ thuốc diệt chuột Trung Quốc đã bị cấm nhiều năm rồi, fluoxetat chẳng hạn. Thế rồi thì ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Thế và nó cứ ra đeo đẳng, cứ ngộ độc rất nhiều sự vụ, rất nhiều nay mà gây trong cồn sát trùng cũng bị cho vào rồi, thì rượu dởm cũng có cồn gặp methanol. Vậy rõ ràng rất nhiều hóa chất khác nữa. Thực tế, các loại hóa chất độc hại sẽ chia thành hai nhóm, là hóa chất tuyệt đối không được lưu hành công cộng và một số hóa chất độc hại sử dụng trong một số lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, cần quản lý chặt và tất cả các loại hóa chất độc hại này về nguyên tắc thì người dân bình thường không được phép tiếp cận. Những người không có nhiệm vụ, không có chuyên môn, những người dân bình thường không được phép tiếp cận, không được phép tiếp xúc đấy, hoặc có được những loại hóa chất như vậy. Rõ ràng ở đây là cái công tác quản lý và nhiệm vụ của cơ quan chức năng là chính. Còn người dân chúng ta nhận thức, nhưng mà cái nhận thức thì nó có đến mức độ nhất định. Còn xã hội nó sẽ rất nhiều vấn đề phức tạp và dẫn đến hoàn cảnh mà người ta được tiếp cận những hóa chất như vậy. Và nhiệm vụ đây và chính trách nhiệm chính là cơ quan quản lý của chúng ta. Đấy. Ví dụ như là cồn công nghiệp methanol, rõ ràng chúng ta nhập về rất nhiều, sản xuất ra công nghiệp lớn, nhưng mà rõ ràng là phải quản lý thật chặt, không được phép để tuồn vào cày ra ngoài vào tay kẻ xấu. Chúng ta cũng chẳng cần phải làm cái gì đâu xa, và chúng ta học cái cách quản lý của nước ngoài một cách chặt chẽ như họ đã quản lý, thay vì chúng ta để cái tình trạng là buôn bán online trên mạng xã hội, thế rồi cái người mua bán cảm thấy mua bán rất là dễ dàng. Chứ chúng ta không thể quản lý bằng cái cách là cấm không bán xe lua được, bởi vì cái chất này là cái chất mà ứng dụng trong cuộc sống, trong công nghiệp, trong sản xuất lao động hàng ngày rất là nhiều, thì chúng ta không thể nào tránh cái chuyện là mua bán được. Nhưng mà chúng ta chỉ cần học nước ngoài, người ta cái cách thức quản lý từ các cái đại lý để mà bán được cyanua thì phải rất chặt chẽ, và người mua cyanua cũng phải cực kỳ chặt chẽ, thì người ta sẽ giảm thiểu được cái chuyện là đầu độc nhau. Khi thói quen mua bán đã thay đổi, phần nhiều người chuyển sang online, việc quản lý thị trường mua bán hóa chất các loại cũng cần phải thay đổi theo. Có vậy mới có thể kiểm soát được việc mua bán hóa chất hiện nay. Cuối tháng 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn nhằm thu thập, phân tích thông tin tình hình mua bán. Tổ này cũng thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng miếng và sản xuất mua bán trang sức. Công an và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin người mua bán vàng miếng được bảo mật, đảm bảo phục vụ đúng nghiệp vụ. Theo đó, liên quan tới vấn đề này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng không phải làm khó người dân mà nhằm duy trì vận hành ổn định thị trường. Việc thu thập, trao đổi thông tin trong tổ công tác nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cá nhân, công ty chế tác có nhu cầu thực để tránh bị ảnh hưởng bởi nạn đầu cơ trục lợi. Trên thực tế, luật phòng chống rửa tiền cho phép cơ quan chức năng cập nhật thông tin người mua có giao dịch lớn đáng ngờ. Theo Thượng tá Hà, các thông tin người mua vàng luôn được bảo mật theo quy định. Cơ quan công an khi lưu trữ, khai thác và sử dụng thông tin cũng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.